Moscow phẫn nộ về kế hoạch của Liên Âu dùng tiền lãi từ tài sản Nga để giúp Ukraine. Trước khi Liên Hiệp châu Âu thảo luận về kế hoạch dùng tiền lãi từ những tài sản của Nga bị phong tỏa để mua vũ khí viện trợ cho Ukraine, Moscow hôm qua ngày 20 tháng 03 năm 2024 đã kịch liệt phản đối kế hoạch đó. Biện pháp phong tỏa tài sản Nga ở châu Âu đã được áp dụng từ khi Tổng thống Vladimir Putin đưa quân xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Thông tin viên Anissa El Jabri từ Moscow cho biết lập trường của Nga. Tuần trước, Nga đã triệu đại sứ Thụy Sĩ tại Moscow lên để phản đối sau khi chính quyền Bơn thông qua quyết định cho phép sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa tại Thụy Sĩ. Số tiền đó sẽ được dùng cho các dự án tái thiết Ukraine. Nhưng thật ra tài sản của Nga bị phong tỏa trong Liên Âu lớn hơn rất nhiều so với tại Thụy Sĩ. Trên tổng số 260 tỷ tài sản của Nga bị phong tỏa trên toàn thế giới, có đến 210 tỷ là ở Liên Âu. Phát ngôn viên của Điện Kremlin, Dmitry Peskov, mạnh mẽ tuyên bố, Tịch biên tài sản của Nga sẽ là một hành động phù hợp với chủ trương phá hoại các nền tảng pháp lý của Liên Âu và quốc tế. Các nước châu Âu phải hoàn toàn ý thức được những hậu quả tai hại mà những quyết định đó sẽ gây ra đối với nền kinh tế của chính Liên Âu và đối với uy tín của khối này với các nhà đầu tư nước ngoài. Cũng ông Peskov nhấn mạnh, những hậu quả tai hại chắc chắn sẽ có vì những cá nhân có liên quan đến việc ra quyết định. Những quốc gia tịch biên tài sản của Nga đương nhiên sẽ bị truy tố trong nhiều thập niên sắp tới. Như thông lệ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga có những lời lẽ còn quyết liệt hơn. Bà Maria Zakharova lên án sáng kiến của Liên Âu ăn cướp. Dùng tài sản của Nga để tài trợ vũ khí cho Ukraine không phải đơn giản. Ngày 20 tháng 03 năm 2024, theo dự kiến, Liên Hiệp Châu Âu sẽ đệ trình một kế hoạch tịch biên những nguồn thu nhập được tạo ra từ các tài sản của Nga bị phong tỏa sau khi Moscow mở cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine tháng 2 năm 2022 số tiền thu được sẽ được dùng để tài trợ việc mua vũ khí viện trợ cho Ukraine. Kế hoạch này sẽ được các lãnh đạo Liên Âu thảo luận trong cuộc họp thượng đỉnh 2 ngày 21 và 22 tháng 03. Theo giải thích của lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Hiệp châu Âu Joseph Borrell với việc tịch biên các nguồn thu nhập, hay nói đúng hơn là tiền lãi từ các tài sản của Nga đang bị phong tỏa ở châu Âu, được thẩm định tổng cộng là gần 200 tỷ euro. Mỗi năm sẽ có thêm được khoảng 3 tỷ euro mà phần lớn sẽ được dùng để mua vũ khí viện trợ cho Ukraine. Sau hơn 2 năm chiến đấu, quân đội Ukraine nay đang thiếu rất nhiều binh lính và đang rất cần nhiều đạn dược và hệ thống phòng không để chống trả các đợt tấn công dồn dập của quân Nga. Hãng tin AFP hôm 19 tháng 03 năm 2024 nhắc lại, cách thức sử dụng những tài sản của Nga bị phong tỏa vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi gay gắt trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Một số nước thành viên lo ngại về những hậu quả của việc tịch biên các nguồn thu nhập từ những tài sản của Nga bị phong tỏa hoặc tịch biên chính những tài sản đó. Họ sợ làm như vậy sẽ tạo ra một tiền lệ gây hoảng sợ các thị trường tài chính. Nhiều nước châu Âu khác thì ủng hộ việc tịch biên các tài sản của Nga. Estonia đã là quốc gia đầu tiên thông qua một luật theo hướng này. Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng đã khẳng định về mặt luật pháp hoàn toàn có thể tịch biên tài sản của Nga. Ngoại trưởng Pháp Stephen Sejon thì thận trọng hơn, chúng tôi ủng hộ giải pháp đó với điều kiện nó phải tuân thủ luật quốc tế. Trên thực tế, có rất nhiều trở ngại. Thứ nhất, về mặt luật pháp, chẳng hạn như ở Hoa Kỳ, để có thể sử dụng các tài sản bị phong tỏa, phải tuyên chiến với quốc gia sở hữu tài sản đó. Nếu không thì phải ra một luật theo hướng này, nhưng làm như thế thì có thể khiến các nhà đầu tư nước ngoài trong tương lai sẽ không dám để tài sản của họ ở châu Âu. Mặt khác, Ủy ban châu Âu đã cam kết sẽ hoàn trả các tài sản bị phong tỏa cho Moscow nếu quân đội Nga rút khỏi Ukraine và chấp nhận bồi thường cho quốc gia bị xâm lăng. Hiện giờ thì kịch này rõ ràng là không thể xảy ra, nhưng nếu như sau này Điện Kremlin đồng ý làm theo yêu cầu của Liên Âu thì lúc đó Liên Âu phải xử lý thế nào? Chưa kể là Moscow đã báo trước là nếu Liên Âu tìm cách sử dụng các tài sản của Nga bị phong tỏa, họ sẽ thi hành các biện pháp trả đũa bằng cách tịch biên những tài sản của Tây phương bị kẹt lại ở Nga. Điện Kremlin đã từng có phản ứng ngày 12 tháng 03 Chính quyền Nga đã triệu đại sứ Thụy Sĩ lên để phản đối việc nước này vừa thông qua các biện pháp sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa ở Thụy Sĩ để tài trợ cho các dự án tái thiết ở Ukraine. Moscow đã dọa sẽ trả đũa nếu Thụy Sĩ thi hành biện pháp đó. Ngoài ra, còn phải tính đến khả năng một trong những quốc gia thành viên của Liên Âu sẽ chống đối. Hungary vốn vẫn ngăn chặn các biện pháp trừng phạt Moscow và đã tuyên bố chống lại việc tịch biên các tài sản của Nga. Trước những trở ngại đó, Liên Âu có vẻ thận trọng. Kế hoạch mà Ủy ban châu Âu đệ trình hôm nay chỉ dự chủ tịch biên thu nhập từ các tài sản của Nga bị phong tỏa, chứ không đụng đến các tài sản đó. Nhưng như vậy thì mỗi năm cũng có thêm được 3 đến 4 tỷ euro, chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu rất lớn và rất khẩn cấp của Ukraine hiện nay. Mặt khác, cho dù lãnh đạo 27 nước Liên Âu có đạt được đồng thuận trong tuần này, họ cũng chưa thể thi hành một quyết định đơn phương nếu không có sự ủng hộ hoàn toàn và vô điều kiện của các nước đồng minh Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada, Úc và Nhật Bản. Nga cảnh báo EU không dùng tài sản bị phong tỏa của Nga tài trợ cho Ukraine. Điện Kremlin cho biết sẽ hành động cứng rắn nếu EU dùng tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho Ukraine. Phản ứng trước quyết định của Liên minh châu Âu, EU, về kế hoạch sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho Ukraine. Hôm 21 tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chính quyền Moscow sẽ thực thi các biện pháp trả đũa phù hợp với lợi ích của nước này cũng như sử dụng mọi cơ chế pháp lý sẵn có nếu EU sử dụng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga để mua vũ khí cho Ukraine. Theo ông Dmitry Peskov, những kế hoạch như vậy nếu được thực hiện sẽ hủy hoại danh tiếng của châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo Moscow sẽ có hành động nhằm vào một danh sách đã được lập sẵn các tài sản của phương Tây nếu tài sản của họ bị tịch thu. Ngày 21 tháng 3, các lãnh đạo Liên minh châu Âu, EU đã đồng ý xúc tiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga để viện trợ cho Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết kế hoạch này có thể mang lại hơn 3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và Ukraine sẽ nhận được 1 tỷ đô la Mỹ đầu tiên vào khoảng tháng 7 năm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để kênh có nhiều động lực ra các video tiếp theo.